Minkha The Naturalman từng bị cả giá nghìn đô hẹn hò với nam em, nay thay đổi ra sao? Minkha được biết đến sau khi giành ngôi vị á quân The Naturalman. Sau cuộc thi, Minkha trở thành vedette nhiều sàn diễn lớn nhỏ. Trong chuyện tình cảm, anh chàng từng gây chú ý khi hẹn hò nam em. Nguyễn Minkha sinh năm 1993, từng tốt nghiệp chuyên ngành Anh văn thương mại tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu gương mặt điển trai, thân hình cao và cơ bụng 6 múi chuẩn. Minkha bán duyên với nghiệp người mẫu ảnh khi còn là sinh viên đại học. Thời điểm đó, Minkha vừa đi học vừa đi diễn ở các show để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Tuy nhiên, anh chàng chỉ lén làm người mẫu bởi người thân trong gia đình không muốn anh theo nghề này. Sau một thời gian nỗ lực, Minkha đã có được những thành công đáng khích lệ. Trước khi đạt được vài thành tích như hiện tại, Minkha từng trải qua quá khứ khó khăn, cha mẹ ly dị khi anh vừa vào lớp 12. Từ đó, suy nghĩ của chàng thanh niên có những thay đổi với ý thức tự lập để chăm lo bản thân. Lên Sài Gòn học đại học, anh trải qua nhiều công việc làm thêm. Năm người mẫu từng có thời gian làm việc bán thời gian tại một quán trà chanh, làm gia sư dạy tiếng Anh cho các em học sinh cấp 1. Nhờ cơ duyên nghề và muốn thử sức với vai trò người mẫu, anh bán duyên người mẫu trong một đợt casting và theo đuổi từ đó đến nay. Minkha bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia The Naturalman. Dù chỉ đạt ngôi vị á quân, nhưng sau cuộc thi, siêu mẫu Xuân Lan với lời hứa của mình sẽ dìu dắt Minkha vô thời hạn. Quả thật đúng như vậy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, với sự hỗ trợ đắc lực của Xuân Lan, Minkha liên tục góp mặt trong hàng loạt các show diễn, sự kiện lớn của làng thời trang lẫn giải trí và nhiều trong số đó, anh chàng xuất hiện với vị trí vedette, đồng thời trở thành đại sứ cho một số thương hiệu và nhãn hàng. Rời khỏi cuộc thi, siêu mẫu và học trò vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Xuân Lan còn quyết định nhận Minkha làm con nuôi và cùng ông xã đạo diễn Ngọc Lâm hỗ trợ chàng người mẫu 29 tuổi phát triển sự nghiệp. Sau cuộc thi The Naturalman, quý ông Hoàng Mỹ, Minkha được trao quyền đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc dành cho nam giới Mr. Grand International 2022. Tuy nhiên sau đó, con trai nuôi Xuân Lan bất ngờ đăng đàn xác nhận hủy thi Mr. Grand International 2022. Về quyết định này, anh đã được thông qua bởi đơn vị giữ bản quyền Mr. Grand International tại Việt Nam, cũng như đại diện ban tổ chức The Naturalman là Hương Giang và Dược Sĩ Tiến. Nguyên nhân Minkha đưa ra là vướng bận việc gia đình, không thể toàn tâm, toàn ý chuẩn bị cho cuộc thi ở thời điểm hiện tại. Trở thành á quân 2 quý ông Hoàng Mỹ, cuộc sống của Minkha có sự thay đổi khi bận rộn với công việc hơn và thu nhập cũng tăng lên một cách đáng kể. Nam người mẫu bộc bạch rằng trước đây, cuộc sống của anh từng gặp khó khăn. Sau khi đầu quân về công ty của Xuân Lan, công việc của anh tốt hơn nên cũng dư dả hơn. Trước đây tôi phải ở ghép, share tiền phòng với mọi người, vẫn ăn hủ tiếu gõ, mì gói. Còn bây giờ thì cuộc sống có thể thoải mái hơn, Minkha cho hay. Minkha thừa nhận mình là người lành tính, không thích sốc nổi hay gây chú ý quá nhiều. Đó là lý do mà trong The Naturalman, anh không ít lần bất đồng quan điểm với Xuân Lan. Vì nữ siêu mẫu quan điểm làm mọi việc phải chắc chắn, thu hút sự chú ý chứ mời nhạc thì không làm. Ban đầu tôi chưa quen nên hai chị em cũng mâu thuẫn nhiều, thậm chí tôi từng muốn bỏ thi. Thời điểm trước chung kết, tôi có nói với chị Xuân Lan rằng chị hãy dành thời gian nhiều cho các thành viên khác trong team, nhưng quyết định cuối cùng của tôi vẫn là tham gia, anh bộc bạch. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ, Minkha thừa nhận bản thân từng phải đối mặt với những lời mời gọi có giá trị chục ngàn đô trong khoảng thời gian đầu làm người mẫu. Anh kể, mặc dù người ta nói chỉ cần gặp mặt, đi ăn thôi thì sẽ đưa tiền, nhưng tôi biết sau đó là gì nên không nhận lời. Khi tôi khước từ, bên kia đành chấp nhận vì vốn dĩ chúng tôi chẳng thân thiết gì cả. Tôi rất yêu cảm xúc của mình, nếu tôi không có cảm xúc thì tôi không nghĩ đến chuyện khác được. Tôi nhận nhiều lời mời đánh đổi trong công việc, trong cuộc sống đời thường, nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Tôi rất trân trọng cái tôi và cảm xúc của mình. Thậm chí có người rủ tôi đi ăn uống với cách xe 20.000 đô la Mỹ, đó là một số tiền lớn vì khi ấy tôi làm người mẫu chỉ được 1 triệu đến 1,5 triệu. Khoảng thời gian sau, khi làm người mẫu đó, tôi còn làm phục vụ quán trà chanh với thù lao 10,000 đồng một giờ, anh chia sẻ thêm. Trước quan điểm thí sinh thi hoa hậu, nam vương để đổi đời, sang đại gia, Minkha cho rằng mỗi người có một tiêu chí, mục đích riêng trong cuộc sống. Với anh, việc tham gia một cuộc thi là để tạo dựng sự nghiệp cho mình. Về chuyện đời tư, Minkha từng gây sốc với chuyện hẹn hò nam em, thậm chí là ra mắt gia đình. Cặp đôi nên duyên sau khi quyết định tham gia chương trình 24 giờ thử yêu để hy vọng tìm được nửa kia phù hợp và khắc ế. Tại đây, nam em cùng Minkha có dịp hẹn hò cùng nhau. Là chàng trai nghiêm túc trong chuyện tình cảm, Minkha quyết định giới thiệu nam em với bố mẹ mình ngay lần đầu gặp mặt. Anh gọi FaceTime cho bố mẹ và thông báo: "Mẹ ơi, con đang đi hẹn hò. Mẹ gọi ba và đầy đủ thành viên trong gia đình ra đi rồi con giới thiệu. Con ế lâu quá rồi, hôm nay vô tình gặp một cô gái trên đường nên yêu luôn. Con đang muốn đưa cô ấy về nhà ra mắt, nhưng trước hết vẫn muốn cho bố mẹ xem mặt cô ấy." Không để bố mẹ Minkha phải đợi, nam em liền xuất hiện và chào hỏi: "Con chào hai bác. Con thấy anh ấy bảo sau dịch sẽ cưới con, không biết hai bác có chịu không?" "Được thôi, ba đồng ý. Thời buổi bây giờ chỉ cần các con báo là cha mẹ đồng ý, không cần các con phải lăng tăng. Các con thanh niên thì tự tìm hiểu, khi nào thấy hợp nhau thì báo cáo ba mẹ, chứ bây giờ không có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy," phụ huynh nam diễn viên nói. Cuối buổi hẹn hò, nam em thừa nhận cô thích Minkha, nhưng cô quyết định không đến với anh ở thời điểm hiện tại vì lý do tâm lý bất ổn. Minkha tôn trọng quyết định của nam em và tặng cô chiếc bánh với dòng chữ "Hạ cánh nơi anh", và anh hứa sẽ luôn luôn có mặt khi cô cần.
Ở thời điểm hiện tại, Minh Kha vẫn đang là cái tên gây sốt trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ và được nhiều khán giả yêu mến. Với ngoại hình và tài năng của mình, nhiều khán giả tin tưởng Minh Kha sẽ còn làm nên chuyện trong tương lai.